Xin chào tất cả mọi người, lại là Võ Hoàng Yến đây. Và ngày hôm nay trong video này chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về chủ đề gì mọi người có biết không? Suy nghĩ, dùng hai cục tóc trên đầu suy nghĩ. Thật ra thì thể theo rất là nhiều lời yêu cầu của các fan, ngày hôm nay Võ Hoàng Yến lại tiếp tục làm một video về reaction. Cứ mỗi lần gặp reaction là đi đường quyền đó. Đi đường quyền, ai có tiền, đi đường quyền mạnh ghê luôn, có tiền đô nè. Nè, cầm tiền đô đi đường quyền với mày. Và MV ca nhạc mà Võ Hoàng Yến sẽ reaction ngày hôm nay đó chính là, để chúc mừng trước rồi mọi người sẽ biết là MV gì nha. Võ Hoàng Yến xin được chúc mừng Đông Nhi và ông Cờ Thắng vì đã có tin vui thật tuyệt vời. Chúc mừng các bạn nhé. Nói đến đây thì chắc chắn cả nhà chúng ta đã biết MV mà hôm nay Võ Hoàng Yến sẽ reaction là MV nào rồi đúng không? Xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi và thưởng thức MV Khi Con Là Mẹ của Đông Nhi cùng với Võ Hoàng Yến nhé. Bắt đầu nào. Cảnh Sài Gòn nè. MV Khi Con Là Mẹ. Đông Nhi và ông Cờ Thắng. Mẹ Nhi đẹp quá nè. Ngày xưa thì Đông Nhi, không biết mọi người biết không, nhưng ngày xưa Đông Nhi là cùng trường với Võ Hoàng Yến. Và lớp của chị là, lớp của Yến á, là 12A10, còn của Nhi là 12A13. Và Nhi á, là học cùng lớp với lại Thùy Lâm luôn. Tao nói cái trường tạo ra toàn là hoa hậu với người mẫu luôn vậy đó. Khúc này là Nhi ôm mẹ thật là hạnh phúc nè, ba mẹ Nhi. Con gái, nhiều chuyện cái. Con gái khi mà lấy chồng sau khi đó về thăm ba mẹ thì ba mẹ cảm thấy rất là hạnh phúc. Không biết bao giờ ngày này tới lượt mình đây. Tương tự thôi các bạn, sắp tới rồi. Ngày đó khi lần đầu nghe tiếng khóc con trao đời. Một MV rất là cảm xúc mọi người ha. Hình ảnh người mẹ sinh con rất là khó khăn luôn á. Khẽ ôm con dịu dàng như ôm lấy cả bầu trời. Dù bão giông như mẹ hứa, em bé dễ thương quá. Pause lại tí xíu nữa. Khi mà xem những cái MV cảm xúc thì chỉ nghĩ là cái reaction này nó hơi dài. Tại vì mình muốn chia sẻ với mọi người những cảm xúc mình đang suy nghĩ á. Thì nhìn hình ảnh này, đầu tiên là Hoàng Yến cảm thấy rất thương mẹ. Bởi vì ngày xưa mẹ cũng phải mang nặng để đau ba chị em của Yến luôn. Và chắc chắn là không có lần nào đơn giản hết. Thương mẹ quá. Như mọi người cũng biết á, là vừa qua là ngày của mẹ và Yến cũng đã cùng rủ mẹ xem MV này và cảm thấy đã yêu mẹ nên còn yêu mẹ nhiều hơn nữa. Mẹ ơi, I love you. Mẹ có xem video này thì mẹ nhớ con yêu con giống như con yêu mẹ nha. Nụ cười hạnh phúc khi con chào đời. Nụ cười hạnh phúc khi con chào đời. Và giọt nước mắt không nói nên lời. Mình chưa là mẹ nên mình chưa biết, nhưng mà mình cũng có cảm xúc. Con sợ hãi nè, con cầm gấu bông y chang. Hồi nhỏ mình cũng giống vậy luôn. Sợ quá là mẹ ơi, cho con vô ngủ chung. Ngày đầu tiên mẹ dẫn đi học. Ngày mà ba dẫn đi học nè. Nhi xinh quá mà áo dài. Ngày xưa có coi phim Giải Cứu Thần Chết thì thấy Đông Nhi đóng vai chị Đại, học sinh chị Đại giang hồ cực kỳ ngầu luôn. Me like, I love you. Lễ tốt nghiệp cuối cấp. Trời, nhìn nhớ trường quá trời ơi. Lễ tốt nghiệp. Pause ball lại tí. Lễ tốt nghiệp cấp 3. Nhìn hình ảnh mà Đông Nhi viết những cái tờ, những cái dòng chữ lên áo dài á, làm hả mình nhớ là y chang hồi đó luôn á. Lớp của Yến á hả là quậy lắm, ai cũng đè nhau ra mà viết sạch áo dài luôn, ký tên hết luôn á. Bây giờ cái áo dài nó vẫn còn giữ nhưng mà nằm ở chỗ đâu rồi, để phải kiếm lại xong chụp hình cho mọi người coi nha. Kỷ niệm dễ sợ luôn á, nhìn mà nhớ mười mấy năm cấp 3. Tính ra cũng 2006. Wow, 14 năm rồi đó mọi người, 14 năm tốt nghiệp rồi. Coi video của Nhi làm á hả, nhớ lại rất là nhiều kỷ niệm luôn. Nào là yêu mẹ nè, rồi nào là những kỷ niệm mái trường cấp 3 nữa nè. Rồi nào là những hình ảnh thơ ấu của Võ Hoàng Yến với mẹ ngày xưa nữa. I love you mom. Đi nha. Love you. Tình cảm lên luôn á. Đang lóng nén đi đâu đây?
Hoàng rón rén đi đâu đây? Đi chơi về, 12 giờ rưỡi đi chơi về. Đây là một trường hợp kho sản tí. Đây là một trường hợp mà ai cũng gặp luôn, nhất là thời cấp 3. Đúng không? Mọi người có đồng ý Hiến không? Chắc chắn đúng không? Đi trốn đi chơi nè, rồi đi chơi về trễ nè. Tụi năm tụi bảy mà có đi đâu đâu, đi cà phê nói chuyện thôi đó. Thiệt luôn á, mà cái tội nhiều chuyện, bệnh là bệnh nhiều chuyện thôi, thích tụ tập. Đó. Cho nên là mỗi lần về là cũng y chang rón rén đó. Xong rồi lên mở đèn, bị mẹ phát hiện á, UB, đi đâu đó? Con xuống nhà lấy nước hay là con làm gì đó? Là đi đâu giờ này mới về? Hứa với mẹ mấy giờ về? Dạ con hứa là 10 giờ con về. Sao mẹ hỏi? Nhìn đồng hồ đi, bây giờ mấy giờ rồi? Dạ 12 giờ. Tại sao nói 10 giờ về mà bây giờ 12 giờ mới về? Dạ. Dạ. Còn với cái hư quá luôn, không chịu được. Hư ơi là hư. Đó. Nhớ in như trong đầu luôn, như in luôn. Ý, sợ. Nhưng bây giờ mình đã lớn rồi, mình không có đi chơi nữa luôn á. Bây giờ lớn là ở nhà. Coi tiếp nha. Đi chang luôn nè, mẹ la nè. Con có biết bây giờ mấy giờ mẹ rồi không? Đó, đi chang luôn. Bị mẹ mắng. Mẹ thương mẹ mới la nha mọi người. Các bạn nên nhớ là mẹ mình thương mới la. Thôi chết rồi. Pause lại. Đeo tai nghe để mẹ không, để mẹ la không nghe gì hết, tha thiệt luôn. Bá đạo quá nha. Bá đạo. Mẹ giận rồi. Giặt đồ với mẹ nè. Mẹ vẫn còn giận nè. Tình cảm mẹ con tuyệt vời quá mọi người ha. Nghe báo trúng tuyển nè, mẹ mừng. Thế là mẹ hết giận rồi. Thành ca sĩ luôn. Khi con thành công. Chính xác. Khi con thành đôi. Tuyệt vời hơn là khi con có em bé, tức là cháu của mẹ đó. Khi con là mẹ. Hạnh phúc quá. Con yêu mẹ nhiều biết bao. Mẹ là người bạn đầu đời, người bạn thân và là tri kỷ mãi về sau. Nhi hồi nhỏ dễ thương quá nè. Con nói là mẹ, con không hiểu được như thế. Tuyệt vời quá, gia đình của Nhi rất là đẹp. Khi con là mẹ, con thêm yêu mẹ nhiều biết bao. I love you mom. Võ Hoàng Yến xin gửi một lời nhắn nhủ đến Đông Nhi, là một người bạn học cùng trường với Yến năm xưa. Bà càng ngày càng xinh nha, từ ngày lấy chồng xong bà xinh dễ sợ luôn đó. Chúc mừng bà và chúc bà sớm sinh quý tử nha. Gia đình hạnh phúc. Ok. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi reaction hôm nay của Võ Hoàng Yến. Và mọi người nhớ like, share, comment và subscribe kênh của Võ Hoàng Yến Official nhé. Thank you, bye bye và hẹn gặp lại.